Yamaha CX FE. Lên công tay tại điểm xe khách. Xe này dưới Công An à? Ở Hậu Giang. Hậu Giang. Sáng sớm chạy lên này làm xong nha. Làm khoảng chắc ưu tiên làm có nửa tiếng là xong. Giờ giao xe về sớm nha. Này, xe này ưu tiên cho nên làm có nửa tiếng là xong. Ráp nửa tiếng. Anh em nào muốn lên con tay cho Suzuki FE tất cả loại xe thì qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462/15 đường 3 tháng 2, quận 2, quận 10 nha ha. Bao ngon là gần đào cho anh em ha. Bóp cồn nhẹ ha. Nhả cồn tắt máy giống như là Scooter 150 nha ha. Anh em liên hệ số điện thoại 038 9910 535 để mua hàng ha. Rồi, chào tất cả anh em.